Cuối tuần vừa rồi, trong Discord server bọn mình có buổi hỏi đáp chia sẻ kinh nghiệm về việc làm Dungeon Master trong Dungeons and Dragons. Cô ra hỏi là trong trường hợp ta đang chạy một camp tuyến tính, nếu player tạo ra tình huống làm lệch ý hướng ban đầu của câu chuyện thì ta nên làm thế nào? Làm thế nào để push những cái great moments dâng lên cao hơn những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi chơi D&D? Có những gì nên hay không thể thiếu cần làm khi chạy một campaign? Bữa giờ em đang host cho mấy bạn newbie mà mấy bạn ý ngại roleplay quá cách nào cải thiện? Ờ, oh, mời một veteran đi em. Bây giờ Thiện ngồi chat về DM là có câu hỏi gì cứ ném Thiện Em cũng đang tính thử DM một game nhưng mà em thấy có cảm giác kiểu em ngại với lần đầu tiên ấy. Không biết anh có bí quyết gì không ạ? Em đang ngại phần nào? Ngại việc chuẩn bị hay là ngại việc dẫn cho mọi người? Ừ, vâng, em ngại kiểu việc uh, mình sẽ phải... Thay vì mình là người chơi là player thì mình sẽ làm DM ấy. Em khá là ngại giao tiếp ở khoản này. Ừ là cũng có chơi một vài game trong server đúng không với tư cách là người chơi là em có chơi tầm 3 bốn game rồi khi mà làm một cái người dẫn chuyện nó cũng có phần nào đấy là nó vẫn giống người chơi thôi là mình vẫn tương tác với những người khác nhưng mà trong cái tư cách này thì người dẫn chuyện có hai nhiệm vụ khác một là có một câu chuyện để kể và thứ hai là sẽ là trọng tài khi mà có tranh chấp hoặc là tranh cãi về luật game hoặc là người xử lý về cái luật game Thiện nghĩ nếu mà là có một câu chuyện muốn kể thì hoàn toàn có thể chuẩn bị cái đấy và làm một tình huống thật là đơn giản thôi không nhất thiết phải là dài làm cái one shot thậm chí là chỉ có một cái encounter một cái lần gặp mặt gì đâu cũng được những cái việc làm ngắn như thế nó sẽ giúp mình vẫn là có cảm giác là mình đã làm nhưng mà không bị quá là sợ khi mà làm cái đấy mà mình oh, không phải nghĩ thật nhiều không phải chuẩn bị thật nhiều còn cái việc mà ngại giao tiếp với người khác để có được cái đấy thì chơi nhiều giao tiếp nhiều đấy cũng là một câu trả lời khá là generic nhưng mà đó vâng. thật em chỉ ngại cái phần giao tiếp nói còn phần giao tiếp bằng text thì em vẫn khá là ok phần đấy từ thì thiện đang hỏi lạc giao tiếp nói ngại là trong một cái game nhập vai hay là trong việc nói chuyện bình thường Ở trong, trong cái game, game mà mình chơi thôi không. em không quen phần nhập vai nói lắm mình có một vài cách có thể dùng như là miêu tả nhân vật làm gì theo ngôi thứ ba không nhất thiết là phải nói tôi làm gì mà nhân vật này làm gì thì cũng là một cái bước để cho đỡ cảm thấy ngại khi mà viết thì thường mình có nhiều thời gian để suy nghĩ chính xác hơn trau chuốt câu nói hơn đúng không khi mà nói thì cái thời gian đấy nó ít hơn một chút nhưng khi nói mọi người sẽ không thể quay lại lịch sử xem chính xác mình nói gì được nên là sai cũng không vấn đề gì mọi người không sẽ không để ý quá vào tiểu tiết thì đấy là những cái suy nghĩ mà hiện thấy là giúp bản thân mình trong việc này ừ, dạ, dạ. Và cũng nên nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều muốn có một thời gian vui chơi một cái game Không ai ở đây để cố gắng bắt bẻ mình cái gì cả Tất nhiên là vẫn sẽ có những suy nghĩ ngại và suy nghĩ về những việc đấy Nhưng mà chơi dần rồi những cái suy nghĩ đấy nó sẽ bớt đi ừ, dạ, dạ. Lạc thấy những cái lời đấy nó có useful, có helpful không? Ừ, em thấy nó cũng rất muối bởi vì tại em nghĩ là tuần sau chủ nhật tuần sau thì em cũng tính đi em một game một đi em với cả một player để em tập làm quen với cách chơi ờ. hẳn cách DM em luôn cách đấy cũng khá là tốt thiện lúc đấy chưa nghĩ ra đấy DM cho một người hoặc là ít người thôi mà mình đã tin tưởng từ ừ. sẵn rồi chứ không phải là người lạ cũng giúp rất nhiều là làm mình cảm thấy thoải mái hơn khi mà dẫn nãy na định nói gì nhỉ nó là được khi ngại lúc đầu đó bắt đầu nói được một hai câu rồi bắt đầu nó trơn trơn trơn, trơn mồm hơn là bắt đầu nói sẽ đỡ bị ngại hơn nhiều trước tôi thấy đa số phần mình ngại là do ngại lúc bắt đầu á chứ một khi ừ. mình đã bắt đầu rồi thì tự nhiên nó nó cứ thế nó nó, nó trôi đi à ừ. tự nhiên bay mất cái ngại đi đồng ý cái đấy thì cũng trải qua rất nhiều cảm thấy rất nhiều cái cả không phải chỉ là một game nhập vai mà trong một cái hoàn cảnh là gặp một nhóm bạn mới cũng vậy thì cứ có được cái câu vài câu mở đầu rồi tự nhiên cảm thấy là các cái câu sau nó dễ hơn thậm chí không chỉ ở trong hoàn cảnh social mà gần như cái gì cũng thế. tập thể dục cũng vậy. Thưa một cái thứ mà có thể là giúp ích là khi mà vào một game mình nghĩ là cố gắng vượt qua được cái, cái câu nói đầu tiên là mọi thứ bây giờ sẽ dễ thường những cái người dẫn chuyện mà biết được cái việc này để ý được việc này thì sẽ tạo ra ngay từ đầu là để mọi người có không gian để nói như thường cái việc giới thiệu nhân vật của mình như thế nào và miêu tả nhân vật mình cho người khác cũng là một cách để tự anh gọi là break the ice để bắt đầu nói chuyện mọi người bắt đầu tương tác với nhau được À, anh thiện ơi, một trung bình một con shot ngắn thì thường sẽ diễn ra trong bao thời gian là bao lâu của anh? Thường anh thấy khoảng 3 tiếng, sau 3 tiếng là mọi người bắt đầu mệt. Trừ khi ừ. là một cái one shot nó cuốn hơn tí thì có thể lên được đến 4 tiếng. Nhưng mà vẫn có nên có thời gian nghỉ ở giữa. À, vâng. Thấy, lúc đấy là bắt đầu thấy năng lượng của mọi người nó trùng xuống rồi Và mọi người ừ. cũng sẽ ít roleplay nhân vật hơn mà là Ờ thôi được rồi, qua đi, qua đi, qua đi, kiểu thế rồi rồi, rồi à, thì... chọn nhanh lên mọi người sẽ thường như vậy khi mà thời gian lâu hơn ừ, nhưng mình cũng không nhất thiết phải làm dài đến vậy thậm chí làm một tiếng hai tiếng cũng được tại vì làm dài hơn thì là nhiều việc cho mình hơn thôi mà một cái mới ban đầu thì cũng không nhất thiết phải làm thế à, em tính là một cái game đầu tiên nó sẽ rơi vào khoảng tầm một tiếng sắp xỉ một tiếng trong vòng một tiếng nếu mà thực ra là hai người cái số người chơi nó cũng ảnh hưởng đến cái thời gian tại vì càng ít người thì ít tương tác hơn và nó cũng nhanh hơn nếu mà lạc định dẫn cho hai người trong khoảng một tiếng thì chắc là được hai cái encounter hai lần gặp gỡ lần gặp gỡ trong game dnd thì có thể là gặp nói chuyện cũng tính là một lần gặp gỡ hoặc là gặp combat cũng là tính là một lần gặp gỡ vậy thì chắc là sẽ được nhét được một ít nói chuyện ban đầu xong được một cái combat như thế một tiếng À, về cơ bản thì em khá lười phần phần combat nên nó phần run play hơn có sẽ ừ. có combat nhưng mà nó sẽ hạn chế và là ít lắm vậy cũng được một game không nhất thiết phải có combat là hai ừ. lần gặp gỡ roleplay. play vậy là cũng ừ. đủ một tiếng lạc có vẻ hay thích trinh thám đúng không đúng rồi ừ. trinh thám lại khó hơi khó làm trên điên đi tại vì ừ. là người chơi có thể là không tìm ra manh mối và nó đi vào đường cụt khi mà làm trinh thám nên để nhiều manh mối cho người chơi và nếu cảm thấy là người chơi tệ thì cho tự một cái manh mối từ đâu trên trời rơi xuống rơi ở đầu người chơi ừ. với cả em thấy thì ở trong map thì mình sẽ nếu mà có thể thì em sẽ đặt những vật thể là npc để người chơi có thể nổi bật hơn và tương tác dễ hơn cũng được thậm chí là nếu mà chơi thấy là được một thời gian rồi mà người chơi vẫn chưa tìm được thì cho cái đối tượng mà người chơi tương tác ngay tiếp theo là có manh mối luôn chứ không như thế ừ, phải là đúng đối tượng nữa tại vì đối tượng nào có manh mối hay không cũng chỉ là có dm biết được đúng không nếu mình tự nhiên mình thay đổi trong đầu cũng sẽ ảnh hưởng đến ai mà làm được cái game nó tiếp tục được ừ, đấy là cái hơi khó hơn của việc làm game trinh thám trong role playing game tabletop rồi nhưng mà dạo thì cứ cứ dẫn đi rồi sẽ hiểu cứ <laughs> dẫn nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm <laughs> Ờ em muốn hỏi là ví dụ mình đang dẫn game mà người chơi dùng một cái phép mà mình không biết thì sao anh Thường thì mình sẽ bảo người chơi bấm cái phép để lên hoặc là copy paste cái phép để lên cho mình đọc. Nếu mà ừ. đọc xong vẫn không hiểu thì có thể tự interpret là tự đọc theo một cách của mình và hỏi xem người chơi có ok với cách hiểu đấy không nếu một người chơi ok thì tiếp tục và theo cách hiểu đấy tạm thời như thế về sau đọc kỹ hơn sau còn nếu mà không chắc chắn hoàn toàn thì có thể hỏi người chơi bảo người chơi là hiện giờ tôi không chắc mình không chắc bạn có thể dùng một cái phép khác không tại vì trong cái bàn chơi ở cái mức độ cao nhất thì vẫn là các những người chơi và một cái người dẫn chuyện ngồi chơi với nhau ví dụ chơi chơi ma sói tự nhiên có một con bài À, không nhớ luật nó thì mọi người sẽ làm gì à, hoặc là không chơi nó hoặc là tự nghĩ luật nghe nó ổn ổn cho nó đúng không áp dụng như đi đi một cái người dẫn chuyện không nhất thiết là phải có kiến thức toàn bộ về tất cả mọi thứ hoàn toàn có thể, hoàn toàn có thể google trong khi chơi là vì đi đi một game rất nhiều luật Thì cũng hoàn toàn có thể bảo là tôi không biết tôi sẽ tìm hiểu sau à, có gì ông thông cảm tôi ừ, hỏi là kiểu như là các nhân vật người chơi đi theo hướng hoàn toàn khác cái kiểu cốt truyện của của mình đã đã sẵn nó 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 lật luôn đó, thì thường mình sẽ phải là làm gì đây thôi nếu đây là một game one shot có nghĩa là game sẽ kết thúc vào ngay trong ngày hôm này không có quá nhiều ảnh hưởng và người dẫn là mình cảm thấy là có thể tiếp tục chơi theo cái hướng mà người chơi đang đi có thể tiếp tục ứng biến theo hướng đấy thì mình có thể ứng biến theo người chơi ví dụ như một cái game mà hôm trước thiện dẫn lúc đấy là thiện biết một cái plot viết xương xương một cái plot thôi còn cách giải quyết thì là để mọi người tự làm nếu mà cách giải quyết của mọi người không đi đến được đâu thì mình vẫn sẽ kết thúc ở gọi là gần đúng giờ kết thúc của on sau này thôi và bảo là mọi thứ kết thúc ở đây có thể là mọi người chưa đạt được mục tiêu nên chờ đón phần sau hoặc là mọi người mà fail quá nặng thì sẽ miêu tả là cái bad ending nào đấy còn nếu mà mình thực sự muốn người lái người chơi về cái hướng mình dẫn cũng gọi là có một số cách là mình có thể đưa một NPC nào từ trên trời rơi xuống bảo em bọn mày đi hướng kia kìa nhưng mà nói theo kiểu nghe nó văn hơn một tí công chúa ở castle đằng kia hoặc là có một cái hint nào đấy khiến người chơi phải quay về hướng kia hoặc là ở ở cái thì... chỗ người chơi đang đi đến thấy rõ ràng là có một cái nguy hiểm nào đấy mà không thể đến được kiểu trong lúc mình chuẩn bị game mình cũng phải chuẩn bị những cái liên quan đến việc kiểu như là chặn người ta hay đi ra khỏi cái luồng của mình đó đúng không có thể yeah. mình mình cũng có thể có những cái biện pháp để giảm thiểu cái đấy nhưng mà không bao giờ có thể xóa hết được người chơi vẫn luôn có cách xử lý riêng và vì tại vì đây là một cái game roleplay play và người chơi có thể làm gần như bất cứ thứ gì nghĩ ra bất cứ thứ gì để làm nhưng mà thường cái cách tốt nhất là mình giới hạn thời gian để đi đỡ đi lòng vòng. Có một cái vấn đề gì đấy cần giải quyết sáng là phải xong. Thì có thể là đêm nay người chơi sẽ giải quyết vấn đề đấy mà không đi mua sắm quá nhiều. Hoặc là không chạy sang thành phố khác. Nhưng mà cũng có một cái tầng nữa, có một cái cách nữa là nói thẳng ra. Bọn ông ơi, cái plot không ở đằng đấy, game ở đằng này. Tại vì sao? Tại vì cuối cùng đây vẫn là một cái game là có thể hoàn toàn là nói với người chơi để người chơi hiểu là cái one shot này tôi chuẩn bị là cái nội dung các thứ tôi chuẩn bị hay nhất nếu bọn ông đi theo hướng đấy theo hướng giải quyết đấy tôi đảm bảo là sẽ có một câu chuyện hay sẽ có cái combat hay đi hướng đấy đi chạy hướng kia là tôi bây giờ tôi phải ứng biến nó không hay bằng đâu có thể bảo người chơi như vậy hợp lý phép đây ừ tại vì khá nhiều vấn đề có thể giải quyết bằng out of character tại vì những người chơi cũng ở đây để muốn chơi một cái game hay họ nghĩ là nếu mà họ nghĩ là cái hướng họ đi đang hay nhưng mà thực sự là không phải như vậy đi em có thể bảo để chơi quay lại hướng kia đi nó có nhiều cái thứ content chuẩn bị hơn <laughs> nhưng mà nếu đối với một cái game mà dài thì chắc là cái boss nó phải thống nhất giữa mọi người trước đúng không đúng rồi có có một phần nào đấy nên thống nhất với mọi người trước nhưng mà cũng có phần nào đấy là không nên chuẩn bị câu chuyện chỉ đi theo đúng một hướng ý thứ nhất nhé ý thứ nhất là thống nhất với mọi người trước thì trong gọi là thường gọi là session zero session từ đầu tiên session không trước khi chơi nó sẽ bảo ok câu chuyện của mình là nói đến chủ đề mọi người làm giàu hoặc là đi trộm cướp gì đấy trong một cái thành phố này khi tạo nhân vật mọi người hãy nghĩ như thế nào để nhân vật mình trong cái thời gian chơi game không lập tức đi ra khỏi thành phố đến nơi khác sinh sống đấy là thứ mình có thể nói trong session không là để người chơi hợp tác với người kể chuyện à vậy thì mình cũng không, làm một cái nhân vật mà thích chu du thích đi biển thích lên núi các thứ mình làm một nhân vật thành thị hơn người dẫn chuyện cũng có thể trong session không bảo là ờ à, bây giờ cái game này là tôi muốn dẫn về truy tìm báu vật hay là gì đấy thì bảo người chơi bọn ông tạo nhân vật nào mà cũng ham tiền tí nhá hoặc là tham phiêu lưu ham phiêu lưu mạo hiểm tí nhá ok nhân vật là ok bọn tôi sẽ làm hướng đấy đấy nó cũng là một cách để giảm thiểu cái việc là đi trạch hướng câu chuyện mình người dẫn không hoàn toàn muốn kể và cũng những thứ có thể nói như là game này mình chơi về vampire tạo một nhân vật nó liên quan đến chủ đề một tí nó gothic một tí và có những cái thứ mà gắn background của nhân vật gắn backstory của nhân vật với những thứ mà moral gray một tí mình sẽ explore nhiều với cái chủ đề đấy đi sâu vào các cái chủ đề mà các quyết định không có rõ ràng trắng đen trong game đấy là một cách và sang cái ý thứ hai là khi mà dẫn một cái câu chuyện một cái campaign dài không nên nghĩ trước đặt sẵn một cái con đường để người chơi đi cái con đường là người chơi sẽ chọn mình mình mà chuẩn bị là rồi sẽ thất vọng vì người chơi luôn có cách để nghĩ khác của mình cái mà nên chuẩn bị là chuẩn bị cái đích đến đây là cái vấn đề mọi người giải quyết đi giải quyết cách nào người dẫn chuyện không quan tâm nhưng mà đây là cái vấn đề ví dụ cái đích đến để rõ ràng là trong cái thành phố này có hai từ session không bảo là trong thành phố này mà mọi người ở trong đấy có hai cái faction đánh nhau rất là khủng và cái mục tiêu sẽ là giải quyết cái vấn đề tranh chấp đó và người chơi tạo, tạo những những nhân vật từ session 1, từ session 2, từ tập 1, từ tập 2, nhấn mạnh cái việc đấy, ví dụ như là người chơi nào có anh em gia đình đang phải giao nhảy vào cái cuộc chiến âm thầm nhưng mà vẫn đẫm máu đó để người chơi là phải giải quyết cái đấy. Ném vấn đề ra, còn người chơi muốn giải quyết thế nào, mình sẽ theo, người dẫn chuyện sẽ theo. Thì như vậy mình sẽ không rơi vào việc là người chơi đi lệch cái hướng mà mình đã chuẩn bị, ít hơn Cô khỏi là trong trường hợp ta đang chạy một cam tuyến tính Nếu player tạo ra tình huống làm lệch ý hướng ban đầu của câu chuyện thì ta nên làm thế nào Có thể điều chỉnh lại cho đúng flow ban đầu nhưng vẫn là trong mạch câu chuyện vẫn lên mạch Ồ, oh. Mới trả lời câu hỏi này xong lúc đầu lợi tị có thể tổng tắt lại xem nốt câu của Grand Def. Không hẳn có trả lời chung mà cần xem xét cụ thể từ mấy cũng chỉ Nhưng đều có thể dự tính những khả năng chạy hướng của mạch chuyện để nghĩ ra cách từ đi phản ứng lại cái lý do lớn nhất thường khiến câu chuyện lạc đề từ phía player là sim hãy truyền phát chính trong mô tả NPC trai xinh gái đẹp được ra thiện thấy cái này là cách để đi đúng đề sim để hướng đúng có trai xinh gái đẹp Vượt hiệu quả hại vi phạm pháp luật khi giải quyết vấn đề thông qua miêu tả trong game hay gợi ý phương án mà không cần phải vi phạm pháp luật nếu bạn có tuyệt vọng ba không đủ hứng thú nên làm viên khác dùng những phương án kích cầu khác để kéo lại mạch chuyện nhưng đừng làm nó lộ liễu quá với lưu mọi câu trả lời của mình dựa trên context em đang chạy cam dài người chơi có ít nhiều của hứng thú. Tiện đồng ý, những ý, những cái phương pháp này đều rất là tốt. thiện sẽ bắt đầu quay, quay lại từ một cái one shot chứ nhá. Cái one shot thì nó dễ dàng hơn. Mọi người ở đây để chơi chơi nhanh hết trong một buổi là xong. Thế nên cái hướng mà người chơi đi lệch nếu mà người dẫn cảm thấy là có thể ứng biến theo và cũng không vấn đề gì thì cho câu chuyện đi hướng đấy thì có thể ứng biến để cho người chơi đi hướng đấy. Và kết thúc buổi one shot bảo là người chơi có thể là đạt được hoặc là chưa đạt được cái mục tiêu của one shot đề ra không vấn đề chúng ta kết thúc ở đây chơi tiếp buổi khác hoặc là không chơi tiếp nữa vì người chơi fail quá nặng one shot thì nó dễ đơn giản cũng có thể là nói thẳng người chơi bọn đông đi hướng đấy tôi chưa chuẩn bị đâu đi hướng này này cái plot ở đây chơi vui hơn nhiều thứ tôi chuẩn bị hơn rất đơn giản người chơi ở đây cũng chỉ để hép fun không phải là để chọc phá cũng có người chọc phá nhưng mà hầu hết người chơi không phải là người để chọc phá dm nên là dùng cách đấy rất hiệu quả nói thẳng luôn những thứ mà tôi chuẩn bị nó ở hướng này hướng đấy cũng hay đấy có thể là về sau tôi viết một one shot cho hướng đấy cho nhưng mà bây giờ đi hướng này nhé còn về cam bên dài như là kridef nói hay không nên chuẩn bị nhiều quá một cái gì đó cụ thể chỉ nên chuẩn bị cái đích đến để người chơi muốn đi đường nào cũng được Thiện thường là như vậy Và có một cái nữa là session không Nói rõ cái tông giọng Nói rõ cái cách chơi game Hoặc là cái thứ mà cái game này sẽ tập trung vào Để người chơi tạo những vật Những nhân vật mà không đi chạch quá Giảm thiểu đi lạch hướng trong game Và nếu sau đấy Mọi người vẫn đi lạch hướng Chúng ta hãy gaslight mọi người về hướng cũ Bằng cách sim Trai sinh gái đẹp của hướng này các bạn Nếu bạn thấy video này hữu ích Thì xuống like, comment, subscribe nha Để thấy được nhiều video như thế này hơn những tín hiệu này dù nhỏ nhưng đều được gửi cho YouTube algorithm để nó giới thiệu video này đến cho nhiều người hơn, giúp anh nhiều người hơn. Cảm ơn nha. Còn uh, phương tiện dẫn game và uh, ngoài lô 20 với OP mình có thể uh, dẫn kiểu uh, tưởng tượng game thiện từng làm đúng không thiện? Đúng rồi, thiện uh, muốn dẫn cái game tưởng tượng Grand Performance hôm vừa rồi là để giới thiệu cho mọi người. Đây cũng là một cách chơi game, không nhất thiết phải quá cầu kỳ làm map, trên ro 20, làm token, mình hoàn toàn có thể ngồi với nhau, nhìn nhau, kể một câu chuyện, hết, có thể lăn xúc sắc bất kỳ đâu, có thể lăn xúc sắc thật, để lăn xúc sắc ảo, tùy mọi người. Cái việc để bắt đầu dẫn game, nó có thể cồng cảnh nhưng mà nó không nên cồng cảnh. nó nó rất là dễ bắt đầu cứ ngồi xuống cùng nhau kể một câu chuyện vậy là đủ. Em có thể uh, hạn chế một số class, race ở trong game của em không? Hoàn toàn có thể một cái ví dụ mà giới hạn nặng tí nhá người dẫn ừ. chuyện sẽ bảo này bọn ông ơi tôi vừa nghĩ ra một cái ý tưởng chơi toàn wizard thôi mình chơi ở một cái trường học như kiểu hogwarts đấy ở à, đấy em vừa giới hạn tất cả cái không cho chơi class nào khác chỉ có wizard hoàn toàn được hoặc là em có thể bảo tôi chưa đọc cái sách mới ra của nhà xuất bản không chơi sách đấy nhá rồi em thấy cũng là cái giới hạn người dẫn chuyện hoàn toàn có thể bảo là mình chỉ muốn chơi những cái gì và người chơi cũng có thể đồng ý hoặc không đồng ý thì sau rồi mình sẽ dẫn đến thảo luận với nhau hoặc cũng có thể như là trong cái thế giới này mà tôi muốn kể ít phép thuật hơn phép thuật nó rất là bị ghét nó bị người dân nhìn một cách rất là tiêu cực mọi người chơi những cái class nào mà ít phép thôi để cho nó phù hợp với cái thế giới này đấy cũng là một cách giới hạn cái giới hạn này nó nhằm mục đích là tôn lên cái câu chuyện ở đấy tôn lên cái thế giới mà mình chơi tại vì không phải thế giới nào cũng là một thế giới fantasy trong cổ phép thuật cả có thể mình muốn chơi một cái thế giới tăm tối hơn một tí kiểu nhiều đánh nhau tay chân hơn một tí mình cũng có thể giới hạn là trong game của tôi không có phép hồi sinh nhá. tôi muốn kể một câu chuyện là chết là chết hẳn, đấy cũng là một cách giới hạn, không được chơi phép hồi sinh. Một số cái luật mà mình không nên cho vào game của mình thì kiểu ví dụ uh, luật sát thương trí tử, kiểu nó không thoải uh, mái cho player. Sát thương trí tử thực ra là một cái mọi người cũng vẫn thường có trong game, nhưng mà cũng có ừ. người có thể không đưa vào, không vấn đề gì kiểu em muốn biết một số cái luật kiểu mà nó hạn chế đưa vào. có nghĩa là em đang hỏi anh là những cái luật nào thường không nên đưa vào ấy không? À, dạ đúng rồi. kiểu một số cái luật kiểu nó làm cho game nó hát nó quá hardcore, xong nó cũng khiến cho player bị cực bị tập không có vui. Anh không nghĩ là anh có câu trả lời cho câu hỏi này, tại vì hardcore cũng có thể là một thứ mà người chơi và người dẫn thích, dạ. cũng có thể chứ có có những anh đã từng gặp những nhóm chơi là phải hardcore phải đếm từng cái mẫu lương thực mình có phải đi sa mạc là như thế này như thế kia phải tìm nước uống tìm lương thực họ thích cái đấy đấy là cái cách chơi mà họ thấy thích mà long rest là phải một tuần nhá xong rồi short rest là mất một tối nhá không được đấy là cách chơi của họ không nghĩ là những cái đấy là không nên yeah. ừ kiểu chơi khó hơn nữa thì là những cái phép mà tạo ra đồ ăn thức uống là không được có trong game này nhá mọi người giống như kiểu lúc nãy nói là hồi sinh không được nhá những cái đấy nếu mà người chơi đồng ý thì có thể cho vào thế nên là cái tầm quan trọng của session không là cái buổi nói chuyện trước khi vào game chơi nó cực kỳ cao nó rất là quan trọng là để người dẫn và người chơi và tất cả mọi người trong cái bàn chơi hiểu là mình muốn chơi một cái game như thế nào cái luật của D&D nó khá flexible nó có thể uốn nắn thành một cái game mà theo kiểu mình muốn chơi được chỉ có một cái mà anh rec thì anh recommend là nếu mà một nhóm toàn người mới chơi với nhau thì không nhất thiết phải chơi với feet. thế ừ. thôi có một cái luật, có một cái luật này anh vừa mới nghĩ tới. Trong cái cộng đồng D&D cũng khá là 50-50. Có người thích dùng, có người không thích dùng. Đấy là flanking. Flank, flanking là khi mà hai đồng đội cận chiến đứng đối diện một kẻ địch thì sẽ được advantage khi đánh kẻ địch đấy bằng các đòn cận chiến của họ. Cái này có người thích vì nó cảm giác là nó giống combat thật, à, đứng ở hai bên nó thì khó khó thủ hơn đúng không? Cũng có người không thích tại vì nó là nguồn advantage dễ quá và nó làm cho những cái class feature các cái cơ chế game khác để lấy advantage nó kiểu gần như là bị che lấp đi bởi cái việc chỉ cần đứng ở chỗ này là có advantage khá là 50 50 trong cậu đồ điên đi. Anh thường không dùng. Nhưng có thể tìm hiểu thêm tự tìm hiểu thêm và đọc trên mạng ý kiến mọi người cách viết là dnd Flanking Planking. F in. Thiện có thể trả lời một số câu hỏi đã gửi sẵn ở trong cái thread. Câu hỏi của John làm thế nào để push những cái great moments đẩy ra và dâng lên cao hơn những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi chơi D&D và cố né drama at the same time để đọc thêm của Mew cả giới dưới đừng cưỡng ép hay để tự nhiên drama có thể xảy ra những cái great moment thì không thể là điều khiển được thì các bạn Gregorio chẳng đồng ý với Mew là không nên cưỡng ép để tự nhiên rồi sẽ những có những lúc mà great moment nó xảy ra cái great moment tùy vào định nghĩa của từng người nó cũng khác nữa có thể có những người great moment trong D&D là lăn nhiều cái nát 20 liên tiếp Great con boss chết luôn Có những người great moment là lươn lẹo thế nào đấy Để cả party của mình thoát chết được cái thằng thằng evil nào đấy tha Cũng có thể là mình biết cái việc nhân vật mình làm hiện giờ nó là không optimal Không phải là thứ tốt nhất để làm trong game hiện giờ Nhưng mà vì nhân vật đấy mình muốn nhập vào nhân vật đấy mình làm cái thứ khác có thể great moment cũng là khi hai nhân vật trong game có một cái trải nghiệm gì đấy vào sinh ra tử cùng nhau và tạo nên một cái tình bạn gì đấy tuyệt vời great moment cũng có thể là một cái việc gì đấy một cái plot twist trong câu chuyện có thể có thể là do dm tạo ra cũng có thể là do player tạo ra khi chơi nhiều thì mình sẽ có định nghĩa rõ ràng hơn những cái great moment của mình là gì và post những cái great moment như này thì thiện nghĩ là cũng có thể mình không hoàn toàn đẩy được bảo là khoảnh khắc này sẽ là great moment. Mọi người role play mạnh vào. Không như thế cũng không được nhưng mà mình hoàn toàn có thể đẩy ra các cái tình huống khiến cho cái cái này là cái drama trong game, Chứ khác với cái drama ngoài đời nhá, là cái sự drama cái câu chuyện nó được đẩy lên cao trào, đưa đến lúc mà cái nhân vật phải đưa ra một quyết định nào đấy thay đổi thân làm cái character arc của họ thì đó sẽ là những cái great moment trong việc kể chuyện storytelling đấy là những thứ mình có thể làm và có thể ảnh hưởng đến nó uhm, né drama ý John là né drama giữa player một cách rất tốt là lại quay lại cái session không nó rất quan trọng nói chuyện trước từ đầu đầu campaign từ, từ trước khi bắt đầu chơi với nhau đây là những nói là trong game mình muốn chơi những cái gì chạm đến những chủ đề nào không nên chạm đến những chủ đề nào có ai cảm thấy không thoải mái về cái gì và cũng nói luôn là trong game này mình muốn chơi kiểu thật là nhập vai, thật là kể một câu chuyện thật hay hay là trong game này mình muốn chơi đánh nhau nhiều hơn thì những cái việc này sẽ giảm thiểu việc khi đang chơi rồi mới xảy ra khi... à hóa ra là mình chơi hiểu nhau và sẽ có thể dẫn tới drama. Những cái việc drama ở giữa player thường thiện thấy là nếu mà những người chơi nói chuyện rõ ràng với nhau và thật sự là tôn trọng lẫn nhau thì nó sẽ không xảy ra drama nhiều. Đến muộn à, nói trước với mọi người à, tôi sẽ sắp đến muộn nhé. Có vấn đề gì mà mình không chắc là người một người khác trong bàn có cảm thấy ok không? Mình hỏi là bạn có ok với cái buổi chơi hôm nay không? Có vẻ là hôm nay chúng ta đang bàn về cái luật nào đấy lúc nãy là hơi căng thẳng. Cũng có thể là sau một buổi chơi thì nói với nhau là mình thích những cái điểm nào khi mà chơi. Đấy là cái việc tránh drama khá là Universal là dùng được trong tất cả mọi loại chơi, tất cả mọi loại game, tất cả mọi nhóm bạn và nó cũng có thể áp dụng cho DND, tránh drama. Đến cái câu hỏi thứ hai của John, những cái icebreaker question để tạo cho không khí dễ dàng roleplay cho player. Cái này đối với anh cũng khá là hết miss nghĩa là có lúc anh làm được, có lúc anh không làm được, có lúc anh vẫn thấy các người player khó để bắt đầu roleplay được với nhau. Nhưng mà một cách mà thiện thấy khá là hữu ích là nhét một người veteran vào cùng những người newbie. Người veteran đấy sẽ gần như là làm một cái gương, một cái ví dụ cho những người newbie. À, trong game mình có thể làm như thế này, mình có thể miêu tả nhân vật mình như thế này, mình nói chuyện tương tác với NPC như thế này. Tại vì những người mới thường không biết không biết mình có nên làm cái này không Không biết mình có nên nói chuyện như thế này không Tương tác với thế giới như thế này không Hỏi DM những cái gì Chỉ người dẫn là veteran Thường là chưa đủ Tại vì người dẫn với người chơi nó vẫn có cảm giác gì đấy hơi xa cách hơn. Role hơi khác nhau trong game. Nhưng nếu một người chơi khác cùng role với các player khác thì sẽ dễ làm gương cho những người mới hơn. Đấy là cách anh thường làm để cho người mới bắt đầu hiểu cái game role playing tabletop là như thế nào. Hy vọng câu trả lời của anh cho mấy câu hỏi của John có hữu ích. John mới hỏi thêm cái đoạn bên trên uh, John cứ viết vào trong cái thread này đi Không phải nhắn tin riêng đâu Tại vì cũng có thể có nhiều người là cũng tò mò về cái đấy mà John hỏi thêm là nếu mà khi chơi với người mới mà không có veteran thì sao? Thì tệ của em ạ <laughs> Cổ lên, hiện tại anh chỉ biết đến thế thôi Câu hỏi bữa Tây thôi là bữa giờ em đang host cho mấy bạn newbie mà mấy bạn ý ngại roleplay quá cách nào cải thiện Ờ, oh, mời một veteran đi em Nãy thì cũng có trả lời rồi là cái cách dễ nhất để mấy newbie ngại roleplay biết cách nên chơi như thế nào trong một game là có một cái người veteran người đã biết chơi nhảy vào làm mẫu những người newbie sẽ thấy à mình có thể nói như này nhân vật có thể làm như này có thể tương tác với thế giới như này có thể hỏi dm những cái như này đấy là cách dễ nhất mà thiện thấy cho đến giờ qua một số cái game host newbie thì thiện chỉ đúc kết đến vậy thôi hoặc 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 tạo một cái npc đi cùng người chơi và NPC này nói nhiều vừa và, và kích cho người chơi nói. làm trả lời gì? Con người sẽ hứng thú với những cái có liên đới trực tiếp tới mình. Bạn nên sử dụng backstory các nhân vật và chúng giao thoa với nhau theo nhiều cách. Ví dụ cho bạn newbie đó gặp một người quan trọng, không quá khứ giúp đỡ. Ngoài ra thì nên chăm khen player nếu họ role play tốt. Cái chăm khen mình đồng ý. Cái backstory thì mình chưa, mình nghĩ chưa hoàn toàn. Tại vì người chơi người ta ngại roleplay chứ không hẳn là người ta chưa tìm được cái hay. Cũng có thể là giúp, nhưng mà mình không nghĩ là nó trực tiếp giúp nhiều đến thế cho việc người chơi ngại roleplay. Với đây tôi trả lời, mình tạo nhiên là giúp họ nên họ không nắm được background. Vậy thì, à, nhưng bây giờ bạn quay lại tạo nên thêm cùng với họ cũng được mà. Rào cả lớn nhất của việc tạo backstory là vì họ không biết thế giới in-game chi tiết như nào. Ừ, ngoài ra nên bàn chơi nên bạn bằng cách gameplay phải ít nhất thoải mái với nhau trước thông qua session không phần lớn rào cản về roleplay ngại người lạ Đúng rồi. cái này mình đồng ý Nên có một cái um, gì đấy để người chơi biết nhau trước, hiểu nhau trước Vậy thì thường là mọi người cũng lạ ngại Chơi với một người lạ đã ngại rồi Mà role play nhập vai Đối với những người mới với một người lạ thì cũng khá là ngại Nên có một cái một cái game gì đấy kiểu ngồi chơi board game một tí trước với nhau cũng được Có một cái mà Gradef nói là tạo một nhân vật, tạo backstory cũng được nhưng mà thiện nghĩ là một cái người chơi mới thì có thể họ chưa đủ investment vào cái game này họ chưa đủ quan tâm đến cái game này đến thế để tạo một cái backstory mình có thể đưa ra một vài nhân vật tạo sẵn có stereotype rất là dễ hiểu một cái nhân vật một fighter chính trực thẳng thắn dễ roleplay mọi người từng thấy cái stereotype đấy trên phim ảnh khá là nhiều rồi một cái thằng trộm lơn lẹo dối trá cũng khá dễ roleplay một người wizard học hành chăm chỉ nerd dễ roleplay kiểu như vậy thì vẫn là cái thứ mà dễ hiểu để người chơi roleplay và không nhất thiết phải đi quá sâu vào ngồi nghĩ với nhau một cái backstory dài. Thì anh tớ vừa nghĩ ra một, một cái một ừ. cái tutorial kiểu session cũng ok. Ừ. kiểu tutorial hay vì mà cậu introduce mọi người trong một cái bài trong một cái tavern đi thì ừ. cậu có thể chạy một cái mini small dungeon ví dụ như một cái commission đầu tiên của cái group đấy đã vất lại một con quái rất là nhỏ đi thì ừ. nó sẽ introduce vào skill của bản, bản thân nhau hơn Cái đấy introduce vào combat cho game và nó cũng là một cách ok để giới thiệu một cái game cho người mới nhưng có vẻ cái câu hỏi này đang nói hướng đến phần roleplay nhiều hơn, cái phần nhập vai nhiều hơn và mình muốn tiếp cận khi mà một người mới đến game cũng có thể tiếp cận với combat trước hoặc tiếp cận với roleplay trước đều được mình tớ cũng có thử một vài game mà bùm vào combat trước cũng được, bùm vào roleplay trước cũng được Combat thì thường là dễ hơn, không hẳn là dễ hơn tại vì cũng có nhiều thứ phải nhớ Nhưng đối với những người chưa từng chơi một cái game roleplay thì họ sẽ ít nhất là biết phải làm gì hơn À luật là thế này, theo luật Chứ còn roleplay thì gần như nó không có một cái luật gì cả Nên là có một người để hướng dẫn Cái này, cái này, ý kiến này nó sẽ hơi khó cho DM một xíu Thì... Um thì cậu nhớ trong pháp Pathfinder với lại Solastar có một cái option ví dụ như dialogue cho cái nhân vật đó nếu mà cậu chọn đúng một cái background story ừ. thì nếu như với những người mới chơi đi thì nếu mà cậu đưa cho họ một con character nó có những cái background story như thế này thì nếu mà đi em về invest <laughs> khá là nhiều thời gian luôn á là cậu hay viết dialogue kiểu, kiểu cho những cái dialogue này nhân vật đó sẽ nói theo cái background story thì bắt cái người mới chơi nó kiểu nói cái dòng đó chọn thế chọn đào ấy chọn download. ờ, có nghĩa là đấy. nếu mà người chơi đang không biết làm gì thì người dẫn chuyện có thể mớm cho là bây giờ mọi người có thể chọn nói theo ý này hoặc là ý này kiểu như vậy đưa cho hai lựa chọn là dễ hơn ấy à ừ, cũng được thường thì cái này cũng có xảy ra trong game bình thường mà kiểu như là nó sẽ không hẳn là viết ra hai cái lựa chọn như thế mà có thể người dẫn chuyện sẽ bảo là thế bây giờ bọn bọn ông là có muốn uh, tiếp tục nói chuyện với cái npc này được không hay là đi làm việc khác đấy cái câu hỏi đấy là đưa ra cái lựa chọn boy nó down cho player bây giờ à. mọi người muốn muốn dọa thằng này hay là thuyết phục thằng này ừ. nó cũng là một cái để hướng dẫn cho người chơi mới ừ. thậm chí là người chơi cũ thỉnh thoảng vẫn người dẫn chuyện vẫn nói thế mà À, không à, ý, ý tới đây là ta, kiểu mấy người mới chơi cậu mớm trực tiếp đi like uh, you got a direct, the, uh, direct message to you know, the, option that they can you know grow roleplay mm. actually nếu mà đến mức đấy thì nghĩ là không nên mm. không nên à Ừ, mm. tại vì nếu mà mớm hẳn cho một câu viết là nói thế này đi thì một là người chơi sẽ cảm thấy như bị chắc là cũng tùy người nhưng mà cũng có thể có người cảm giác như bị ủa, tôi chơi game này để tôi làm các thứ thì sao lại đi thế này à, I mean Cậu chỉ cho một cái uh, gọi là một văn mẫu thôi ấy. nếu mà có uh, đọc theo rồi đọc có uh, một mm. interact thêm thì welcome to mm okay actually it could be useful kiểu mà nếu mà nhóm người mới quá mà không có ai hướng dẫn không có người veteran nào hướng dẫn thì mình có thể là một chiếc hộp thần kỳ bạn bí rút tờ giấy từ chiếc hộp ra <laughs> it's rồi. like one of those isekai when uh, i'm just stopped God give you options now uh, Yes, yes. Khi khi bạn lên mạng tra tutorial làm sao để chơi game. Okay. Khi bạn khi bạn đúng vào nút hint của game. Nếu bạn muốn cùng chơi D&D hay cùng thảo luận D&D với bọn mình như thế này thì tham gia server Discord Funky Dungeon Master nha. Link dưới mô tả và comment. Bọn mình đang cùng nhau lan tỏa tự game nhập vai bánh cuốn này ở Việt Nam đó. Bu hỏi làm thế nào để có giọng hay. Mi bên dưới trả lời học voice acting Bản thân tôi cũng không học qua voice acting Thì thường gắn tính cách stereotype Một kiểu chuyển động của hàm Hay nói cách khác là giữ hàm của mình méo cố định theo một kiểu Ví dụ như Orc và Cho có răng nanh Thì giữ hàm rửa trề ra có kiểu phát âm đặc trưng à, Đấy, nghe như này đúp rộng khề khà thì giữ cơ hàm mạnh ra Có chất lỏng tương tự À nghe này. Còn lại phụ thuộc vào khả năng nhập vai của bản thân Cái này thì có luyện tập từ từ thôi Những cái này là những cái tip rất là tốt Để tạo một cái giọng khác khác với bản thân mình nhưng mà mình nghĩ nó có thể là hơi chạch so với ý mà, mà bu muốn hỏi là cái giọng dẫn chuyện thì cái này câu trả lời tự tin cái giọng của mình nó luôn luôn chỉ như vậy thôi thường là mình rất khó thay đổi cái giọng của mình cách tốt nhất là hãy làm bạn với cái giọng của mình và cảm thấy tự tin khi mình dợ thấy dòng giọng của mình rồi đó sẽ thành hay mình không phải đổi nó mình không phải cố làm thế nào cho nó hay hơn đấy là cái mà đã rất hữu ích cho thiện hiện uh, hy vọng hữu ích cho mọi người xưa với những câu hỏi rất chi tiết rồi một những thứ cần chuẩn bị trước khi chạy một campaign có những gì nên hay không thể thiếu cần làm trước khi chạy một campaign việc này không chỉ bao gồm việc chuẩn bị plot hay world building mà cả giao tiếp và thống nhất gì đó với nhóm chơi em có thể làm rất nhiều nhưng không biết cơ bản và cốt lõi tối thiểu nên là gì nên em muốn hỏi xem trải nghiệm của mọi người về việc này để tham khảo xem cái mọi người xem là quan trọng nên chuẩn bị ở đầu campaign Ừ. Rồi mail bên dưới trả lời. Câu hỏi ở đấy là thứ không thể thiếu bao gồm một cái sườn cơ bản dạng timeline về những sự kiện chắc chắn sẽ diễn ra hoặc có thể diễn ra dưới điều kiện nào đó. Thông tin cơ bản của những thứ liên quan theo dạng năm cái W What Who When Where How cái gì ai khi nào ở đâu như thế nào từ địa điểm tới các NPC, trí tưởng tượng, nhu cầu sở và sở thích của player đã trao đổi tại session không để không dính vào mấy thứ gây phản cảm những thứ có thể bao gồm là trí tưởng tượng, khả năng thuyết phục và đàm phán với player đi theo, đi theo hướng bạn cần. Thứ có thể thu hút sự chú ý của player một lần nữa quay lại session không. Thì nghĩ đây đều là những thứ tốt để chuẩn bị trước khi bắt đầu chạy một người campaign. Trong này cũng có nhắc lại nhắc đến session không và thiện cũng đồng ý là session không quan trọng nên ngồi lại bàn với người chơi là mình muốn chơi cái cái gì, mình muốn chơi một game cái tông giọng nó như thế nào, game về cái gì hoặc là không về cái gì. Còn để chuẩn bị cho một cái campaign thì mình cần một cái plot, mình cần một cái chủ đề, mình cần một cái tông dạo. Có thể có những người chuẩn bị cả một cái plot dài từ đầu đến cuối trước. Có những người nhìn vào nhân vật, các nhân vật được tạo ra của những người chơi và tạo plot từ đấy để cho nó sát với những nhân vật hơn. Cũng có những người mix cả hai cái. Cái này khá là rộng. Thì nghĩ là khó để nói hết được nhưng mà đúng những cái mà mill nói bên dưới cũng 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 là cần thiết thường cái cách mà thiện chuẩn bị một cái campaign ấy là thiện chuẩn bị một cái plot sẵn này xong rồi khi mà thấy được các cái cốt truyện các cái backstory của người chơi và các cái thứ mà cái nhân vật của người chơi muốn làm thiện sẽ bắt đầu tạo thêm npc liên quan hẳn đến các nhân vật đấy cái người kẻ xấu cuối cùng trong game có thể là phải kết nối nó móc ngoặc thế nào đấy với một hành nhân vật người chơi nào đấy thì nó mới thành quan trọng được nó mới thành những người chơi mà quan tâm đến cái plot chính cũng nên tạo thêm một vài thường thiện hay tạo thêm ít nhất là ba npc hoặc là ba dạng npc như thế này npc thứ nhất là npc có hướng suy nghĩ giống với một cái nhân vật npc này khả năng cao sẽ là bạn đồng hành của nhân vật npc thứ hai loại NPC thứ hai là NPC có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với nhân vật khả năng cao sẽ là kẻ đối đầu không như thế phải là đối đầu trong combat mà có thể là thương trường chính trường gì đấy loại NPC thứ ba là có một tí tương đồng có một tí khác biệt đây sẽ là những cái NPC mà nhân vật sẽ gặp vấn đề khi mà tương tác cùng họ sẽ phải nghĩ kỹ xem là mình có nên làm việc với NPC này không làm việc ở mức độ như thế nào và đây cũng là những NPC sẽ challenge thử thách những cái nhân vật người chơi chơi là thay đổi okay. cái suy nghĩ của họ đấy là ba loại npc mà thiện luôn tạo nhưng mà có một cái campaign tổng nhét thêm một plot và npc cũng có thể mở rộng ra là thành một cái faction một cái tổ chức nào đấy có hướng suy nghĩ một là giống với player khác hai là tránh với player và ba là có giống tí khác tí mở rộng ra thành như vậy rồi à, đến câu hỏi tiếp theo của xương này npc trong một campaign có phải ý hay để mời người người ngoài vô chơi ở vị trí npc và điều gì nên để ý dưới này thì Mew có trả lời là không, vì 100% họ sẽ không cư xử theo hướng DM dự định, kể cả đã có guideline. Hãy xem NPC như một thứ có thể thay thế, không NPC nào không thể thay thế. Đối với Thiện thì cái việc mà có nên mời một người nào đấy chơi một cái NPC trong campaign không? Có thể, nhưng cái NPC này sẽ giống với một PC hơn, giống với một người chơi hơn là một NPC. Tại vì đúng là người dẫn chuyện có ít quyền kiểm soát đối với cái NPC này hơn. Có thể là vẫn sẽ làm việc với cái người chơi thêm này vào nói chuyện là tôi muốn NPC này đi theo hướng này nhé Tôi muốn NPC này có tính cách kiểu như này nhé Mà cũng xem là cái người chơi người thêm vào người khách mời kia Có muốn chơi cái loại, loại NPC đấy không sẽ có sự làm việc giữa người dẫn chuyện và cái người khách mời chơi cái người npc kia thêm và có thể là sát hơn có thể cái người khách mời này biết plot nhiều hơn một người chơi bình thường nhưng về cơ bản người khách mời này vẫn có một cái vai trò gần giống như là một người chơi là người dẫn chuyện không có quyền kiểm soát cái hành động chi tiết của người npc này nên mời một người khách mời đã từng hiểu về việc dm đã từng làm người dẫn chuyện sẽ dễ làm việc hơn đến câu hỏi thứ ba của sương này How to create a quick and effective plot for one shot okay. câu hỏi thứ ba là làm thế nào để tạo một cái cốt truyện nhanh và hiệu quả trong cái one shot mm. trộm của một cái gì đấy hay trộm cái plot đâu đó những cái plot đấy đã có đã biết là nó có tác dụng có thể thay đổi một tí mắm muối cho nó nghe có vẻ khác bạn, bạn nên làm nó đơn giản thôi đừng làm phức tạp một cái one shot là chơi trong một buổi xong luôn mà ví dụ cái one shot vào rừng của thiện này thợ gen bảo à, vào rừng tìm cho tôi cái hoa này hết mục tiêu rõ ràng ở à, đây quan trọng mục tiêu rõ ràng đừng để người chơi phải lòng vòng quá lâu tìm mục tiêu là gì xong rồi trên đường mình có thể ném thêm một số challenge là, à, đi vào rừng thì có vấn đề này này thú dữ này trộm này xong rồi không nhất thiết phải có cái plot twist nhưng mà nếu muốn thì cũng có thể thêm vào nó sẽ dài hơn một tí đấy cái cái việc mà npc bảo đến kia lấy cái này cho tôi mang về nó không có gì mới cả nó là cái plot rất điển hình trong các cái game online cũng có offline cũng có hoặc là cái plot đơn giản là tin kia giết thằng kia rồi mục tiêu rõ ràng đơn giản hiệu quả thường thường nó sẽ có việc à, việc gì đấy mà người chơi nhóm người chơi nhóm party phải làm nó nhanh nó hiệu quả trong cái one shot on an advanced level how to create a good invitation for action làm sao để có thể tạo một cái cảnh người chơi có thể hành động trong đấy có thể xương tại vì thiện biết xương câu hỏi này đang hỏi về cái liên quan đến những cái mà hành động hay nhưng mà thiện sẽ trả lời ở cái surface level của người ấy. À, mặt bằng trước là để có được cái hành động từ người chơi và của nhân vật thì hãy đưa cho nhân vật một mục tiêu và cản nhân vật khỏi mục tiêu đấy vậy là sẽ có cần hành động của nhân vật vẽ một con đường và vùi dập con đường đấy nó có thể hoàn toàn literally là đi từ A đến B đường bị kẹt nó có thể là trừu tượng hơn thường nó cứ điền vào câu làm gì nhưng mà thế này thế là sẽ đến lúc đấy sẽ bắt được là người chơi và nhân vật phải làm cái gì đấy phải làm gì đó để đạt được cái mục đích đấy đơn giản hoặc có thể đơn giản là cái ông Dom trong Fast and Furious gia đình plot sẽ là gia đình bị mất tích Can, can I interject a little bit? Sure, go. Uh, cái này cậu có thể um, thay vì mà cậu deny cái option, uh, choice trong cái story ấy thì cậu có thể uh, đi theo cái hướng là là benefit. Choice and benefit thì ví dụ như cậu làm sao mà cái benefit của cái choice kia nó sẽ, đúng mà cái benefit của một cái choice nó outweigh một cái nữa, mm. gọi là landslide rất là nhiều thì sẽ, sẽ hướng cái người kia về cái Option mà cậu muốn. Ok fair. là đi từ A đến B có thể đi đường 1 hoặc đường 2, Đường 1 thì nó như thế này, nhưng mà nó thế này. Đường 2 thì nó thế này, nhưng nó lại thế khác. Cái này, DL, cái DL. câu hỏi là tạo làm thế nào để tạo ra cái việc mà hành động của người chơi chứ không phải bắt người chơi làm cái gì đấy. có Nghĩa là tạo ra một cái hành động mm. gì đấy khiến người chơi quan tâm, khiến nhân vật quan tâm. Here we put a, uh, a sign where it. it says that there's a dragon here. So, so, để cái sai đấy người chơi dễ dạy thẳng vào tên game là unless, gì <laughs> unless unless rồi câu bảo của Kiro mình sẽ ignore nó vì nó nhảm I'm laughing over here you know I'm laughing à, mọi người không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của Kiro thanh niên nhảm thanh niên Kiro là thanh niên thiện dẫn game cho in real life nó là chúa meme xem cô giác nói vì mình từng chơi một cam cực kỳ ức chế ở vấn đề này ở session 1 có một player bản chất là sắp đi em cài vào sau khi chạy một cảnh kết quả là nhân vật đó bị bắt vào ngục giam tuy nhiên hắn đã nắm giữ bí mật của tên cải quản ngục đe dọa tên quản ngục mọi thứ sẽ bình thường cho đến khi DM em chính cho role deception và bạn ấy ra nát một từ đó cái plot sự kiện không thể xảy ra sau vài cảnh nhỏ tầm 5 phút thì session một kết thúc một cách rất bình thường session 2 bạn sắp đi em làm đi em thay bạn ấy thay đổi 180 độ plot đó coi như success mà không nói cho player chính tại đó mình đã nhắc khéo đi em trong roleplay của session trước đã hoạt động như thế và bạn DM ấy vẫn cứ khăng khăng mọi chuyện diễn ra Plot, mình cứ ghi crack kết quả đó Ngoài ra thêm một số lỗi khi bạn ấy điên lên mình bực mình luôn Cái này là vấn đề out character Không phải vấn đề plot Cái này là vấn đề của, của người chơi và người dẫn Không phải plot Cũng có như Cradep nói Khi mà kết quả mình muốn nó theo một hướng nào đấy Đừng bắt người chơi roll, đừng bắt deception Miêu tả mọi thứ diễn ra như vậy Đấy là quyền của DM Gaslight max level khi mà người chơi làm một cái uh, cần tìm một cái manh mối gì gì đấy trong một cái game sinh thám và cần thiết có cái manh mối đấy để câu chuyện tiếp tục. Người chơi miêu tả một cái gì đấy, tìm như thế này, lục căn kéo này, rồi miêu tả bạn tìm được, không bắt người chơi lăn nữa. Why the Why did out of a dark cannot roll a dex check? Oh, mm, I don't know. Why did out of that just be in the middle of a fireball. Why? 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 Wow, you create a villain? You know, you create a literally villain. You know? Yes. Quay lại với cái vấn đề mà cô Jack nói. Nhưng mình nghĩ cái vấn đề lớn ở cái session 2 là vấn đề của bạn sắp đi em này. Bạn thay đổi plot mà không nói gì với cả mọi người chơi lẫn đi em chính. Nếu mà người người đi em chính đã bảo lăn deception session chỗ đấy và fail nhưng mà cái kết quả đấy nó không phù hợp với cái game thì mọi người hoàn toàn có thể ngồi lại và bàn với nhau. Cái deception đấy là không cần thiết chúng ta có thể kể chuyện theo hướng này không thì hướng này khi mà kể chuyện sẽ hay hơn và có nhiều ra tình huống vui hơn và là những thứ mà bọn mình đã chuẩn bị hoàn toàn có thể giải quyết như vậy nhưng có vẻ cái bạn sắp dm này là giải quyết mà không nói cho mọi người khác nhau đã dẫn đến sự ức chế của nhiều người đây là vấn đề ở out character chúng ta mở thì sân cho người uh, stupid. Và... <cười> <cười> <Lawful> stupid <cười> <cười> hãy xử lý out of character thường các vấn đề này là vấn đề của người chơi không phải vấn đề của nhân vật à đây là player dạng chaotic stupid chứ không phải character dạng chaotic stupid à ok hãy hãy giải quyết ở tầng lớp người chơi bảo là ông ơi ông bà ơi chơi này không vui đừng chơi thế nữa nha vẫn chơi như thế nữa yeah. à? À, vẫn chơi thế nữa một lần nữa là không chơi với bọn tôi đâu nha và vẫn như chơi như thế nữa là nơi bài đi em có quyền làm như vậy đấy đi em có thể, có thể cả nhóm có thể đây là một nhóm chơi với nhau. Nếu mà không chơi được cùng nhau thì sẽ không chơi cùng nhau nữa. Câu trả lời khá đơn giản nhưng mà thường ngoài đời sống thì nó phức tạp hơn một tí. À. Có thể là cái người chơi kia không phù hợp với cái DM và cả nhóm đều thấy là người chơi kia không phù hợp với nhóm mình thì góp ý với người chơi đó. Người chơi đó không thay đổi thì chơi không vui, tìm người khác chơi có thể là cái người dẫn chuyện người dm này thấy người chơi đó không phù hợp nhưng mà cả nhóm kia lại thân với cái người chơi kia hơn đi em rời đi thôi chơi này không vui cao ông ạ à, để tôi tìm nhóm khác chơi hoặc sao ấy hoặc sao cái cái quan trọng là mình có đủ tự tin mình có kiểu chấp nhận cái phương án đấy không ấy anh phải chuẩn bị một cái tâm lý như thế nào anh mới kiểu có thể nói được như vậy ấy à, khi khi bạn gặp cái trường hợp là bạn bị thằng đó đe dọa đánh ra ngoài đường đánh nhau thì uh, chuyện rất là đơn giản không bạn không phải chuẩn bị tâm lý lắm dạ 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 nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà nó nhẹ nhàng hơn và mình thiện cũng gặp trường hợp đấy rồi chỉ là vì cái thiện có chơi một game cái người dẫn đấy cái cách dẫn có một số thứ thiện không thích là cái bạn này thường cứ đẩy plot nhanh quá không để cho người chơi các nhân vật nói chuyện với nhau nhiều và kiểu là hiểu nhau trong nhân vật không để roleplay nhiều có vẻ mọi người khác vẫn ok mọi người chơi khác cùng thiện vẫn ok với việc đấy nhưng mà thiện không thích thì cũng có suy nghĩ một thời gian không biết có nên bỏ hay không không biết bỏ là có kiếm được cái nhóm chơi khác vui được như thế này kể kể chuyện cuốn như cái bạn này không chỉ vì đúng một cái vấn đề thôi chơi thêm một thời gian nữa thì thiện quyết định là bỏ bỏ thì cũng mọi người cũng rất là respect nhau kiểu chào ờ uh, uh, thôi mọi người chơi vui nhé tôi tìm nhóm khác mà phù hợp hơn mọi người kia cũng bảo là ok nếu có gì muốn chơi lại thì quay lại không có đây gì cả live moves on hiện tìm những nhóm khác chơi phù hợp với thiện hơn cách xử lý cơ thiện là ok Thì vì nếu như mà không hợp tính rồi thì nên cứ nên nói thẳng với nhau ấy ừ. trước khi mọi thứ mà kiểu khi mọi thứ mà mọi người là bật với nhau ở kênh mặt ấy. đúng rồi nếu mà có gì không hài lòng hãy nói về nó một cách lịch sự với cái người mà mình không hài lòng cùng cái keyword có hai thứ một là nói ra hai là nói một cách lịch sự nếu mà mình không nói thì về lâu dài mình sẽ để lại những cái resentment là những cái khó chịu nhất định trong người mình cứ giữ về lâu dài là nó sẽ bùng nổ ra một cách không hay có thể lúc đấy mình không kiểm soát được và lời nói không còn tôn trọng nhau nữa nên nên giải quyết sớm nhưng điều quan trọng nhất để làm được Dungeon Master là phải có player vậy làm thế nào để dụ được đám bạn của mình chơi điên đi cho nó cuốn nhỉ mình có nói về điều đó ở đây